cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư vị đồng tu đồng hồi hướng. Chúng con cung thỉnh thầy Diệu Âm Tịnh Hải đọc hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trang nghiêm cõi tịnh độ, hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn, tiêu tai giải nạn, hồi hướng rộng cùng pháp giới chúng sanh, hồi hướng rộng cùng pháp giới chúng sanh, nguyện đồng lòng niệm Phật, nguyện đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng nguyện vãng sanh, đồng về Tây Phương thành đạo, đồng về Tây Phương thành đạo, trên đền bổn ơn nặng, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Tu hành ở cái cõi ta bà này khó lắm mà chư vị, nhất là rơi vào cái thời mạt pháp rồi, cái niềm tin chúng sanh không phải mạnh lắm đâu, nhớ cho kỹ. Thì chư vị đã biết được cái phương pháp cứu nhau thoát vòng sanh tử, mình thấy rõ ràng rồi thì chính mình phải gìn giữ cho mình để chính mình được thoát vòng sanh tử khổ nạn mà vãng sanh Tây Phương thành đạo. Chứ không thể nhìn thấy chúng sanh không tin mà mình mất niềm tin thì chẳng khác gì mình chung bè đi theo con đường đọa lạc, tội nghiệp cho cái giác ngộ trong một đời này gặp được pháp hộ niệm nhé chư vị. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân chư tôn đức tăng ni Quang Lâm chứng minh. Chúng con thành tâm tri ân thầy Tịnh Hải và chúng con thành tâm tri ân cảm niệm công đức toàn thể chư vị đồng tu đã tham gia buổi hội thảo hôm nay. Và buổi hội thảo hôm nay đến đây đã hết. Chúng con xin hẹn gặp lại chư vị vào buổi kế tiếp diễn ra vào tối thứ sáu ngày 6 tháng 12 năm 2023. Chúng con xin kính chào chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.